Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành đồ uống tại Việt Nam và thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, thị hiếu của người tiêu dùng cũng ngày một cao hơn. Các doanh nghiệp cần phải theo kịp thời đại, tiếp tục thích nghi với nhu cầu và thị hiếu luôn thay đổi của người tiêu dùng. Việc xác định và duy trì giá trị thương hiệu như một niềm tự hào trong thời kỳ mới sẽ mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển, nhất là khi ngành công thương đẩy mạnh chiến lược phát triển các thương hiệu quốc gia. Hiện nay, các doanh nghiệp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu bền vững. Một trong những giải pháp quan trọng đó là đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường. Trong cái chương trình mà người Việt dù hàng Việt thì tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là có ích cho chung ngành đồ uống. Ví dụ như là Sabeco, rồi Habeco, vân vân đều có một cái cố gắng để đưa cái sản phẩm của mình tới người tiêu dùng. Hiện nay các cái doanh nghiệp đầu tư những cái công nghệ mới, những cái chương trình quản lý toàn diện từ khâu đầu vào tới sản phẩm ra để bảo đảm được cái chất lượng và nâng cao cái hàm lượng khoa học công nghệ. Là một trong những nhà sản xuất thực phẩm đồ uống lâu đời và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Nam, doanh nghiệp này không chỉ chú trọng lưu giữ hương vị truyền thống đã làm nên danh tiếng của thương hiệu, mà còn chú trọng đến việc đổi mới, hiện đại hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển bền vững, góp phần vào bình ổn thị trường. Nói tới phát triển bền vững, thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái nguồn. Đó là năng lượng sạch, năng lượng hay còn gọi là năng lượng tái tạo. Hiện nay thì khối sản xuất của chúng tôi đã lắp đặt rất nhiều các cái nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng sạch. Cái thứ hai nữa là tất cả các nhà máy, hầu hết các nhà máy của chúng tôi sử dụng một cái nguồn năng lượng, đó là nguồn năng lượng sinh khối. Hầu hết các cái nhà máy thì chúng tôi lắp các cái hệ thống lò hơi, sử dụng cái nguồn năng lượng sinh khối, chuyển đổi thành năng lượng với cái dạng nhiệt mà ở đây chúng tôi gọi là lò hơi BioSmart. Nhiều năm nay, doanh nghiệp đã áp dụng quy trình sản xuất khép kín và tự động hóa cao. Từ tuyển chọn nguyên liệu đến thành phẩm được quản lý và tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế và quy định của nhà nước để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng của từng sản phẩm đưa ra thị trường, đồng thời hướng đến phát triển bền vững thông qua xử lý 100% tất cả chất thải trước khi đưa ra môi trường, từng bước giảm dần tiêu hao điện, nước, năng lượng cho sản xuất. Chúng tôi tiết kiệm nước thì hiện nay là chúng tôi đã giảm được như vậy là 50% cái lượng nước. Thì chúng tôi cho rà soát lại toàn bộ các cái hệ thống thiết bị, tính toán phân tích để có được một cái công suất sản xuất điện phù hợp. Đến ngày hôm nay thì so với năm 2019 thì chúng tôi đã tiết giảm được hơn 30% cái năng lượng điện. Và mục tiêu của chúng tôi đến năm 2025 chúng tôi sẽ tiết giảm được 50%. Về sinh khối, về cái năng lượng, về cái sử dụng nước, thì hiện nay là chúng tôi đã tiết giảm được 50%. Và tiến tới trong năm 2025, mục tiêu của chúng tôi là tiết giảm 60%. Sau gần 3 năm của hành trình đổi mới và phát triển, hiện nay các sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang 38 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng với những tiềm năng từ thị trường, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên sự phục hồi của thị trường đồ uống tại Việt Nam sau một khoảng thời gian chững lại vì dịch bệnh. Qua đó nâng tầm thương hiệu Việt không chỉ trong thị trường nội địa mà còn đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.